Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay rồi gửi đến các bác một mẫu xe gọi là siêu phẩm trong vòng xe giá rẻ là xe Gian Yukon Pro. Em đang bán chiếc xe này tại cửa hàng mức giá chỉ có là 5.200.000. Các bác được một chiếc xe thương hiệu Gian cực kỳ là tốt và một bộ chuyển động của Shimano Atut. Đó, cái bộ chuyển động này cũng rất là cao, trong cái tầm giá chỉ có là 5.200.000. Thì toàn bộ khung của chiếc xe là khung nhôm. Đó, cái lớp sơn gọi là còn cực kỳ là đẹp. Đấy, chủ xe cũ họ đi cực kỳ giữ gìn, lướt lát qua bán lại rất là mới và đẹp luôn. Nước sơn đen nhám phối với logo trắng và chữ đỏ rất là thể thao và đẹp mắt. Cái cách thiết kế xe, khung xe cũng rất là đẹp và sử dụng bộ chuyển động full bộ chuyển động Shimano Atut. Đồ Shimano trong cái tầm giá này nó khá là cao cấp rồi. Đẹp đĩa cũng Atut. Toàn bộ chiếc xe này là còn là nguyên zin nguyên bản. Chủ xe họ chỉ đi lướt lát qua họ bán lại, lốp cũng nguyên bản của Gian này và còn cái vành, cái vân lốp các thứ rất là mới. Nguyên zin. Cái ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay phanh cơ và tay bấm của Shimano với 8 tầng. 8 speed, tương ứng với 8 tầng lít và bên này là 3 này, tương ứng với 3 tầng đĩa. Chiếc xe này có 24 tốc độ khác nhau. Phanh đĩa, phanh cơ. Thì đây cũng có hai cái lúm. Sau này các bác có thể nâng cấp lên cái loại phanh ba mảnh hoặc là phanh V đều được. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì size của chiếc xe đây, vì đây là size M, M phù hợp cho các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Chuyển động cực kỳ mượt mà. Và cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 5.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác vẫn đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.